trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, Tài Tử Ngọc Tuấn hát tể điệu Văn Thiên Tường Tâm Sự Chiêu Quân, soạn lời Mười Phú. Lòng tôi sao khỏi nát
thành vật thân ngậm ngùi đau xót trước biệt ly. Cành hoa trắng trong nay đành tình ai nỡ xóa đi bởi nét mực nhớ bằng những tội tàn, vì muốn cho quốc dân khỏi mang thảm họa. Riêng mình cam tội nhục cho qua rồi bình biến, vì có lửa đau bình chấp nhận lời phán quyết của quân, yên thân cho lũ giặc làm yên cùng ai dở dang. Kiếp sau sẽ tái hiệp cho ngư thị thùng. Kiếp này đây ngân gian nổi sông có bắt nhìn cầu, số phận mình phải đành như thế chớ biết sao hơn. Cảnh kia rẻ ai chẳng xót đau, nói không ra lời còn đâu, chỉ còn lại những giọt lệ sầu. Quá khứ kia dù chôn trong đêm tối, nhưng còn tiếp theo chương trình, tài tử Hồng Huệ hát thể điệu Tứ Đại Quán qua hồi thủ, bài ca Lòng Mẹ Việt Nam soạn lời Hoàng Đoan. Việt Nam
tầm mơ cảnh thanh bình cho muôn phù đoàn viên nơi cô thôn thè về thu tàn rồi đóng mơ sáng ngoài chiến trường cha dân tròn niềm tin chiến cao tay mẹ trao lời tiếng biệt có đôi chim câu âu yếm chung thuyền mặn nồng giấc bất ly thân nhưng nào ngờ nhạc lại bao tin tất xưa cánh cao một ra nghịch cảnh la lai chùa xót nào nề từ lâu mẹ ước mơ có được thằng cháu nội giỏi tông đường truyền thống ông cha anh đã ra đi mang theo lời hẹn để cho người con gái đã son trẻ đôi mươi mẹ vẫn yên vui vẫn hối tiếc ngậm ngùi còn gì quý hơn đánh đổi những người thân Hey.
lòng mẹ liên tục chương trình. Tài tử Hoàng Oanh hát thể điệu và văn quyên qua bài ca Tình nghĩa vợ chồng của tác giả Hoàng Yến. Mm-hmm.
chồng cũng qua dễ dàng. Tài tử Dương Phước Trượng tiếp nối chương trình với thể điệu cổ bản qua bài ca Địa Linh Thiện Mỹ Tích Thần, sáng tác tự biên. Bình minh trải dài trên dòng sông Hồng, trao đổi tình thâm yêu thương, bên kia sông thuyền ghe bán buồn tấp nập, cũ chờ nổi trên sông lắc lư ngủ quả ngon xào, dòng sông ba sắc hôm nay có một nhánh sông là dòng sông Hậu, mang bao nước ngọt phù sa tưới mát cây trái ruộng đồng, làm giàu đẹp quê hương thả hồn nhìn bao cảnh vật, lòng bâng khuâng nhớ lại câu hát đã bao đời của người xưa truyền tụng, sân bình bên nước cây đà biết bao nhiêu cảnh đẹp từ xưa cho ai về thì tranh trà ông xin một lần viên thăm, ánh vàng rực cổng tam quan sừng sừng ngày trước mặt, ngày xưa chính tại nơi đây người dân mới chứng nhận rõ thông, ngút ngàn một cặp dương xanh chở gan cùng tuế nguyệt, như vợ chồng bên nhau là biểu tượng ngôi đình, là nét đẹp tâm linh bằng tre lá sơ sài hơn một thế kỷ nay, từ thời của Nguyễn Khai Quang đưa dân về lập làng mở cõi, đến đầu thế kỷ 20 quản lý
này vua tự đức sắc thành thông cho ngôi đình cả hôn là thần hoàng bốn cánh hôm nay thiện tục nhân phong xưng quốc địa mỹ quan thắng cảnh niệm tiền công người trà ôn từ xưa đã kính phục và tin tưởng thần nông thiên thu ân vũ phúc dân khang năm sắc mây lành thanh tỏa cao mùa màng đều bội thu ấm no hạnh phúc trăm bề hàng năm lễ kỳ yên thiết lập hội vui tổ chức rất rộn ràng và nhân tài tử cùng hội tụ tiếng hát lời ca quá ngọt ngào đến bây giờ đình làng quê tôi vẫn tồn tại với thời gian xin tri ân tiền nhân ngôi đình thiện mỹ đã dựng xây giờ đây đình ta hậu ai phong sinh di tích ngôi thần quê ta. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân mến, chào tạm biệt.